Sawadika, lại là mình BDD các bạn ơi. Thì ở những video bốc giá trang phục về NPC, chúng ta đã biết được giá tiền của các trang phục họ đắt tới chừng nào. Nhưng ngày hôm nay tôi sẽ làm một content, đó chính là tất cả các NPC có hệ thống nhiệm vụ trong game của ta, khi chúng ta làm hết sẽ được bao nhiêu tiền nha các bạn. Tôi nghĩ đây là câu hỏi rất là nhiều các bạn đã đặt từ rất là lâu rồi. Tại vì có các bạn kêu ui chắc làm mấy nhiệm vụ NPC này ít tiền quá, chắc không làm đâu, thôi đi câu cá cho nó nhiều tiền đúng không. Thì ngày hôm nay tôi sẽ làm hết luôn nha mọi người, để xem thử tổng cộng tất cả các nhiệm vụ chúng tôi là kiếm được bao nhiêu tiền sao. Mọi người biết đâu trời ơi lên tới là 10.000, 20.000, 50.000, có khi là 100.000 tiền sao luôn các bạn à. Thì hiện tại tôi không biết bao nhiêu tiền sao, nhưng mà tôi cho các bạn đoán trước nha, số tiền mà tất cả NPC sau khi chúng ta làm hoàn thành nhiệm vụ thì được bao nhiêu. A, dưới 10.000 tiền sao. B, dưới 20.000 tiền sao. C, dưới 30.000 tiền sao. Và D, dưới 40.000 tiền sao. Các bạn có 5 giây để trả lời bằng cách comment ở phía dưới. 5 4 3 2 1. Rồi nha các bạn ơi, thì các bạn xem hết video này sẽ biết được kết quả là bao nhiêu ha. Và cũng như các bạn nếu thích những cái content như thế này nè, đừng quên để lại một like và một đăng ký ủng hộ mình nha. Và cũng đừng quên tham gia ngay fandom Benny Together nha mọi người. Tại vì trong group chúng ta đang có một sự kiện ăn mừng 40.000 người thành viên các bạn à. Thì các bạn chỉ cần thả tim hoặc là xem bài viết và comment phía dưới là sẽ được tôi kết bạn Facebook và cũng như ký tường cho các bạn luôn ha. Hiện tại tôi đang có mặt tại khu vực hometown các bạn, khu vực nhà của mình nha. Nhưng mà khu vực này là chỉ có tốn tiền thôi các bạn à, chứ không có một NPC nào cho chúng ta nhiệm vụ để kiếm ra tiền nha các bạn. Cho nên khu vực này chúng ta sẽ bỏ qua nha. Tiếp theo là khu vực nghỉ dưỡng nha các bạn ơi, thì khu vực này chỉ có 2 NPC có thể kiếm được lợi nhuận cho chúng ta, nhưng mà nó chính là mồi các bạn ạ. Đây, phần thưởng sau khi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ là mồi tôm ha. Cho nên gọi là khu vực này chúng ta sẽ bỏ qua luôn nha mọi người. Tiếp theo là khu vực cấm trại mọi người. Chắc chắn ở đây có rất là nhiều nhiệm vụ kiếm được tiền nha các bạn ơi, nhưng mà bây giờ ban đêm ha, tôi sẽ ưu tiên những nhiệm vụ mà ban đêm trước ha. Đầu tiên đó chính là gọi là lính cứu hỏa các bạn ơi. Đây đây, ở đây chú lính cứu hỏa chúng ta sẽ có một nhiệm vụ nha mọi người. Đây, nhặt cành cây được 50 tiền sao ha. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ đi nhặt nha mọi người. Rồi rồi, tôi xong rồi nha các bạn ơi. Rồi về trả nhiệm vụ nè. Rồi 150 tiền sao nhân 3 nha các bạn. Rồi chúng ta còn thêm một lần nữa ha, là được thêm 150 tiền sao nha mọi người. Rồi rồi, 150 tiền sao nữa nha, quá là ngon luôn các bạn ơi. Thì các bạn muốn được 150 sao các bạn nhớ xem báo cáo nha mọi người. Rồi rồi rồi, tiếp theo là nhiệm vụ của kẻ thách thức nha mọi người. Đây đây đây, chúng ta phải leo lên đỉnh tháp này nha mọi người, chúng ta sẽ nhận được tiền ha. Rồi thì bây giờ tôi sẽ leo luôn cho các bạn xem ha. Rồi. Rồi ok bạn ơi, 300 tiền sao ha, khá là ngon luôn các bạn nha. Tiếp theo là nhiệm vụ của tiến sĩ Faber nha mọi người. Đây 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 à, tôi nhớ không nhầm hình đây đó chính là bắt bông đóm hoặc là bắt bướm nha các bạn. Ê à, tiếp theo là bắt bay bướm các bạn à. Thấy bay bướm đâu, tôi thấy một phía xa xa kìa. Rồi trả nhiệm vụ nha, được bao nhiêu tiền đây. À, 150 tiền sao nha mọi người. Thì chúng ta làm được một lần duy nhất thôi nha mọi người. Tiếp theo đó chính là NPC mà hai anh em sinh đôi nha các bạn ơi. Đây 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 đây, nói chung hai anh em là thằng tôi hơi bị nhiều nè, nó là bắt kiến rồi gì xùm lum dữ lắm các bạn à. À, nhặt 12 mảnh rác, ok các bạn à. Ờ, chúng ta phải nhặt rác bảo vệ môi trường thôi nha mọi người ơi. Đúng đúng. Rồi rồi rồi, trả nhiệm vụ được bao nhiêu đây. À, được 150 luôn nha mọi người, khá là xịn ha. Rồi tiếp theo là bên người anh nha, người anh thì người em chắc là anh này là người anh là thế đi mất kích lên trong tri thức quá nè. Rồi nha các bạn ơi, anh lại bắt mình, bắt ba em kiến nha. Nói chung là nhiệm vụ bắt kiến là hoải nhất các bạn à. Thì thường tôi sẽ bắt kiến ở trong khu vực camping ngoài ngoài bờ đa gia nha các bạn. Rồi rồi rồi, trả nhiệm vụ ha, nào được bao nhiêu đây. À, 150 tiền sao nha mọi người, khá là xịn ha. U là trời ơi, tôi phát hiện có một NPC mà cái đầu thỏ này là bữa tôi làm mình gọi là cái NPC có lấy 3 mọi người ha. Đấy tập 3 đấy là có ông này nè mà tôi không có các bạn ơi. Hóa đàn ông này ở trên tay trời ơi, thôi chịu rồi, biết đâu ban đầu tôi hóa trang ông này được thắng rồi bà mèo luôn rồi. Vậy là khu vực camping chúng ta đã làm hết rồi nha mọi người. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến khu vực gọi là Braya nha. Rồi đầu tiên chúng ta chắc phải gặp Johnny nha các bạn ơi. Đây, tôi nhớ không nhầm đây là một nhiệm vụ lấy bóng bóng thì phải các bạn ạ. À. Đây đây đây, trời ơi bóng khá là trên cao ha. Thì nói chung là hồi xưa thì mình leo hơi bị khó các bạn ơi, nhưng mà bây giờ mình có mấy em đồng là mình bay lên cấp 1 các bạn ơi, cho nó lẹ ha. Đấy, lên tới nơi rồi các bạn ha, quá là nhanh luôn. Cho nên bạn nào mà chưa sở hữu đồng á là nói chung là phải sở hữu những em mà bay được thôi nha, những em Pegasus hay gì đó ha. Rồi tôi trả nhiệm vụ nữa nha các bạn ơi, trả Johnny nha, Johnny. Ui, Johnny hơi bị giàu à, 300 tiền sao nha, khá là xịn nè. Rồi xong Johnny thì chúng ta qua kẻ thách thức luôn nha mọi người. Thì ông kẻ thách thức này chúng ta bắt chúng ta phải leo lên đỉnh tháp mọi người à. Đấy, cho nên thôi bây giờ chúng ta sẽ lên đỉnh luôn ha. Đây 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 đây, lên ngay chỗ cái bong bóng luôn nha mọi người. Hai chỗ chung một chỗ hết nha. Rồi ok, 300 tiền sao nha mọi người.
Tiếp theo là nhiệm vụ của chú cảnh sát nha. Trời ơi, chú cảnh sát này ở lâu năm lắm rồi các bạn à. Nhưng mà rất là nhiều tiền luôn ha. Rồi, nhiệm vụ của tôi là đi tìm một món vật bị mất nữa bạn ơi. Thì tôi không nhớ mấy cái chỗ này nằm ở đâu các bạn à. Thôi mình cứ đi tìm lại đi ha. Đây các bạn ơi, trời ơi, cái giỏ này hơi bị kín luôn, các bạn phải tìm rất là kỹ mới thấy luôn ha. Đấy, cho nên các bạn nào mà làm tới mấy nhiệm vụ là các bạn không biết vị trí, các bạn có thể xem lại video mình ha. Mình có tiết lộ cho bạn một số vị trí để các bạn có thể tham khảo ha. Nice. Rồi, trả nhiệm vụ nè, nó cho các bạn chưa biết thì nhiệm vụ của chú cảnh sát rất là nhiều tiền các bạn đấy. 300 tiền sao nha mọi người. Nhưng mà còn hai đợt nữa mọi người à, đấy mình sẽ làm nốt hai đợt nữa ha. Rồi rồi, nhận thêm 300 tiền sao nè. Nice. Rồi, 300 tiền sao nữa nha mọi người, là 63 lần nha. Đây, tiếp theo các bạn hãy lại nhiệm vụ của NPC rồi búp Pikachu, nói chung là chị bán thú cưng đấy ha. Ở đây là tiền sao cũng khá là nhiều nha mọi người, và đặc biệt chúng ta nhận được một cái mã carbon giảm giá nữa ha khi chúng ta mua trứng ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vô trong ha. Rồi, ok, có vẻ như tôi phải đi dọn phân thì phải các bạn, nếu tôi nhớ không nhầm. Đây, phải không? Hay là nhận luôn. Ui. À, ủa kỳ vậy, nó bắt buộc phải mua hả? Đâu phải. À đây nè. Đó. Ôi, 300 tiền sao nha bạn, tưởng nó bắt tôi đi dọn phân đó chứ. Rồi bây giờ hình như phải đi dọn phân thiệt rồi các bạn ơi, ông Masco này. Đấy, để đảm bảo đi dọn phân. Đấy thì chứ, tôi biết ngay mà, nó cỡ nào cũng phải dọn phân rồi các bạn nha. Rồi, ui, 300 tiền sao rất là nhiều luôn ha. Ui, đây, có chị bán thú cưng rồi các bạn ơi, chị có một nhiệm vụ cho mình ở đây. À, nói chuyện với người đồng hành nha các bạn. Rồi, ok, thì bây giờ sẽ nói luôn ha. Rồi, thế là hình như là mình lại bị khen cái đó các bạn à. Ôi trời ơi, nhiệm vụ này chắc là dễ nhất server luôn các bạn à. Chỉ cần khen dễ thương cái là chúng ta có được tiền các bạn à. Quá là dễ các bạn à. 300 tiền sao ha. Rồi, tới thực tập nè. Đây, chị thực tập, nhân viên thực tập ha. Có đi dọn phân đúng không chị? Hãy đi tìm chú cún đang lang thang ở thiên đường thú cưng mà đưa rồi về thực tập. À, vậy là có một em cún đang lang thang. À đây, đúng rồi, trong đây đúng không? Phải em này không? Ủa không phải hả? Ok, thấy các bạn ơi. Ui, em cún này tôi cũng có, các bạn em cún này rất là dễ thương luôn ha. Rồi đi về nè em ơi. Đi về, đi đâu vậy? Trời, tôi bắt không được các bạn à, bắt khó vậy. Rồi, dính đây nha. Rồi, được bao nhiêu tiền sao đây ta? Ui, 100 tiền sao nha mọi người, khá là nhiều luôn ha. Rồi tiếp tới chúng ta sẽ đi gọi là em Fanny nha các bạn nha. Em này chúng ta đã bắt chúng ta giao hàng các bạn ạ. Nói chung là chị sẽ là hơi nhiều đấy. Các bạn thôi cứ làm đi các bạn ạ, làm có tiền là được ha. Rồi 150 tiền sao nha mọi người. Nhưng mà nhiệm vụ này chúng ta có thể làm được 2-3 lần luôn mọi người à. Rồi 150 tiền sao nữa nè. Rồi lần thứ 3 nha mọi người, 150 tiền sao nữa nha. Tiếp theo là thầy hiệu phó nha mọi người. Trời ơi, nhiệm vụ này có vẻ khó khăn nè. Tại vì trời ban đêm các bạn à, chúng ta phải vô trường làm ha. Đó, tìm tài liệu nha các bạn ơi. Trời ơi, tìm phải lẹ các bạn à, chỉ có 5 phút để tìm thôi nha. Rồi, nhưng mà đặc biệt lần này như chúng ta có vẻ như chúng ta có hướng dẫn các bạn à, cho nên tìm khá là dễ nè. Ôi đây các bạn ơi, tôi thấy rồi nha. Rồi, ok. Ôi, phải đi đưa cho một người khác đó các bạn à. Trời ơi, nãy giờ tôi bị lừa các bạn ơi, đi ra ngoài trường gặp lại thầy hiệu phó nha các bạn ơi, mà mũi tên cứ chỉ trong trường hoài. Trời ơi, báo tôi báo rồi chứ. Rồi, trả nhiệm vụ ha, được bao nhiêu tiền đây? Trời ơi, hành quá trời hành, được 150 các bạn nhà, thôi cũng được hen. Các bạn đi vào trường học nha, gặp bạn học sinh cha ke nè. Tiếng Anh tôi hơi dở các bạn à. Thì trong đây chúng ta sẽ có một nhiệm vụ cho mọi người, khá là nhiều tiền luôn ha. Đó, 100 tiền sao nữa các bạn à, tìm cũng bỏ bị mất ha. Rồi, tìm cái này khá là dễ các bạn à, tại vì người ta cũng hướng dẫn cho mình ha. Nice. Đây, tôi thấy nha. Đây là bạn ơi, đây cũng bởi vì mất đó nha. Rồi, ok nha. Rồi, trời ơi, 300 tiền sao quá là ngon. Nhiệm vụ cuối cùng của chúng ta tại khu vực Bà Đa Gia đó, cho là nhiệm vụ của Rục Rè nha mọi người. Nhưng mà nhiệm vụ của Rục Rè này phải hơn 8 giờ tối, nhưng mà đúng 8 giờ tối thì chúng ta mới làm được ha. Bây giờ nè, nó còn 40 giây nữa nha mọi người. Đó, thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Đó, cái chúng hỏi hiện lên cho mọi người đó, phải đúng giờ mới được nha. Hỏi sao các bạn mà tìm không được, phải đúng giờ mà 8 giờ tối ha. Rồi, ok. Tìm điện thoại của người bạn đang trong rơi một đâu đó các bạn ạ. À. Xem tìm ở đâu nhờ? Tìm ở đâu nhờ? Tìm điện thoại của bạn ở trường trong một khoảng thời gian giới hạn ở trường các bạn ạ. À. Thì hiện tại không biết, mình không biết ở trong trường hay là ở ngoài trường các bạn ơi. Thôi mình đi ngoài trường xem thử ha. Thôi chắc ở trong trường các bạn vô xem ha. Ui, trong trường những buổi sáng nha các bạn ơi, thế là chúng ta có thể nhìn được một cách rõ ràng rồi. Hy vọng có đừng có rơi trong nhà vệ sinh nha chạy. Trời ơi các bạn ơi, tôi giật mình các bạn ơi. Trời ơi, đi tìm điện thoại mà gặp mấy ống dế mà bự quá trời bự các bạn, không chịu rồi. Trời ơi, thấy rồi các bạn ơi, sắp hết giờ luôn.
Đâu ủa, bà để quên trong cái phòng toán các bạn ơi. Trời ơi, chạy lẹ. Rồi, trả nhiệm vụ các bạn ơi, không biết bao nhiêu tiền xa đây mà hành tôi quá trời hành luôn nè. Đây 100 tiền sao không? Ui được 50 đi các bạn, được 150 mà hành quá trời hành luôn. Thôi cũng được các bạn nha. Ok, vậy là khu vực bờ la giang chúng ta đã kết thúc mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ qua khu vực cấm ngầm ha. Trời ơi, vừa xuống cống gặp nguyên ông dế dũng bự dữ các bạn ơi. Sức là còn vương miệng nữa các bạn nha. Thì ở dưới cống ngầm này sẽ có hai NPC nha bạn mà chúng ta có thể làm nhiệm vụ được cái đó ha. Đầu tiên đó chính là cô lao công nè. Đấy, ở trên kia có chú lao công, ở dưới đây có cô lao công nha mọi người. Ê nhắc mới nhớ. Ê vậy là ở trên là còn bác lao công mình chưa có làm nữa các bạn nha. Ui thế là mình phải canh đâu đó cỡ 5 giờ sáng mình lên cầm của bác lao công đi trên một khu vực bà la giam nha mọi người. Đầu tiên mình sẽ làm của cô này ha. Rồi tìm 8 mảnh rác ha. Trời ơi các bạn thấy không, đâu phải là tự nhiên tụi mình mới nhớ ra các bạn à. Tại vì có những NPC khi chúng ta bật lên bản đồ nó sẽ không hiện các bạn à, mà chúng ta phải đi tìm từng cái này mới hiện nha mọi người, cho nên mọi người ý kỹ với cái này ha. Rồi giờ trả nhiệm vụ sao được bao nhiêu tiền đấy ta. Ui 50 tiền sai mẹ, được 150 ha. Đấy nha mọi người ơi, tầm đâu đó là cỡ 4 giờ sáng là chúng ta có nhiệm vụ ha. Đấy, nói chung là chúng ta phải canh giờ, nếu mà không canh giờ là coi như là khỏi làm luôn ha. Rồi, trả nhiệm vụ thôi nào. Ten. Rồi, 150 tiền sao nha mọi người. Rồi, hiện tại mình đang có mặt tại khu trung tâm nha mọi người. Thì hồi nãy có một NPC cuối cùng tóc đỏ và to con ở dưới khu gọi là khu cống ngầm các bạn à. Thì mình sẽ để cuối video mình sẽ làm nha. Tại vì đó là một trong những nhiệm vụ khó lắm các bạn à. Rồi, đầu tiên là tôi thấy em dế Vương Miễn đó nha. Thôi, bây giờ mình sẽ làm nhiệm vụ của thị trưởng nha mọi người. Rồi, đi tới bệnh viện ha. Thì nói chung là mấy cái nhiệm vụ này đơn giản đó các bạn à. Chúng ta chỉ cần di chuyển theo và đến đích đến là được ha. Chúng ta không cần phải bắt hay gì nữa, hơi khó các bạn à. Rồi, tới cửa rồi nha các bạn ơi, đừng ai vô trong nha, vô trong lại bị lố nha các bạn. Ok, được 210 tiền sao nha mọi người. Rồi, quay lại làm lần nữa nha các bạn ơi, thì chúng ta có thể làm được 2-3 lần nha mọi người. Rồi, 210 tiền sao nè. Rồi, lần cuối cùng là chỗ này, chỗ nào đây. Rồi, 210 tiền sao nha mọi người, rất là nhiều luôn ha. Ui, nhiệm vụ thị trưởng còn một lần nữa các bạn, hình như là 4 lần các bạn ơi. Ui, sao nhiều dữ cho ta, ui, tôi tưởng đâu có 3 lần các bạn à. Rồi, 210 tiền sao nè. Rồi hết rồi nha các bạn ơi, trời ơi tưởng đâu còn nữa là tôi nghĩ là vô mánh luôn các bạn à. NPC Moya này không có các bạn. Đây, em bé ru đá của chúng ta ha. À phía trước là dầu đi nha các bạn ơi, để xem thử mà mình làm nhiệm vụ đi của em đây. Tìm giày giống như biểu tượng. Úi, mới đầu tôi tưởng là tìm anh em sinh đôi chứ bây giờ chúng ta chuyển sang tìm giày rồi các bạn ơi, có vẻ như nhiệm vụ nó đa dạng hơn rồi ha. Rồi thì bây giờ tôi sẽ vô trong đọc phim tôi tìm nha các bạn. Rồi, tôi thấy một chiếc giày là chiếc giày trong hình màu xanh lá nhưng mà ra chiếc giày màu trắng các bạn à, thôi cũng được. Ủa đâu phải cái này. Ơ đúng rồi, tôi bị lừa các bạn ơi. Trời ơi, phải xanh lá mới được nha các bạn. Trời ơi, tưởng đâu mà mình lừa, ai ngờ mình bị lừa thiệt. À, ở đây có một chiếc giày các bạn à, đây chiếc giày màu vàng này không phải rồi nè. Đấy, ui trời ơi. Nói thiệt với các bạn, đây lần đầu tiên mà tôi làm nhiệm vụ này luôn các bạn à, cho nên khá là mới mẻ ha. Đây, màu xanh này chắc là chọn. Ủa, màu xanh này không phải luôn các bạn à, vậy trong góc cuối cùng đúng không? Nhưng mà cái này màu đen hình như không phải luôn các bạn. Ui gì trời. Đây đúng không? Trời ơi không phải luôn nè. Rồi đây đúng không? Ui không phải luôn. Rồi vậy chắc chắn là cái này rồi đúng không? Ui gì kỳ vậy? Ôi rồi trên cùng các bạn ơi, trời ơi. Đôi giày cuối cùng nha các bạn ơi, là đôi giày này nè. Rồi. Ủa? Ủa là sao vậy? Ủa cuối cùng là à, đây. Đây còn một cái. Này đúng không? Rồi trời ơi các bạn ơi. Tìm quá trời đôi giày cuối cùng tôi mới tìm thấy các bạn nha. Rồi trả nhiệm vụ hết được bao nhiêu tiền nè. Trời ơi, 50 sao bạn 150 cũng được ha. Rồi còn một lần nhiệm vụ tôi nghĩ là chắc là tìm anh em sinh đôi này đúng không? Nữa, lại tìm giày báo nữa các bạn ơi, không chịu rồi. Rồi 150 tiền sao đưa đây cho tôi. Rồi ngon lành luôn ha. Rồi tiếp theo là chú ngư dân đang ở đây nha các bạn ơi. Thì cái này là tùy nha các bạn ơi, tùy nhiệm vụ, hy vọng nhiệm vụ. Ôi trời ơi, câu cá các bạn là được, câu 5 em cá ha. Tại vì ở đây sẽ có nhiệm vụ bóng 4 là các bạn à, sẽ được nhiều tiền sao lắm cơ. Nhưng mà sẽ rất là khó luôn nha các bạn. Trời ơi các bạn ơi, chơi câu 5 em mà không đúng thời gian cái thất bại luôn các bạn. Cái gì vậy trời, thôi tôi sẽ câu lại nha các bạn. Ui các bạn ơi, tôi gặp bóng 5 rồi các bạn ơi. Trời ơi, tính là đang câu nhiệm vụ rồi, gặp bóng 5 rồi các bạn, không biết ra cái gì đây. Ok, lỡ rồi mình câu luôn nha các bạn. Ui bốn cái nè. Trời ơi, lúc này mà có nhiệm vụ bóng 4 là ngon luôn rồi nè. Rồi 5 cái nha. Hình như ở đây là cá tầm nha các bạn ơi, 6 cái. Rồi cái thứ 7 chắc chắn luôn nè. Thấy không? Rồi chuẩn luôn các bạn ơi, ra cái gì đây? Được cái đứa trời, cần là hình xịn đó nha. Ui, cá tầm hung xô nha các bạn. Trời ơi, tự nhiên làm nhiệm vụ cho các bạn xem mà được cá tầm luôn các bạn nha, khá là ngon ha.
Rồi, trả nhiệm vụ lẹ lẹ nè, không hết giờ nè. Trời ơi, còn mười mấy giây các bạn là vừa kịp luôn ha. Rồi, 150 tiền sao nha mọi người. Rồi, tiếp theo một lần nữa hy vọng là ra ra câu cá dễ đó các bạn. Ok, câu thêm 5 lần nữa nha. Rồi nha các bạn ơi, hoàn thành rồi nè. Trời ơi, trả nhiệm vụ là 150 tiền sao. Rồi, trời đó các bạn ơi, phải bắt được cá vương miệng nha các bạn ơi thì chúng ta sẽ được đâu đó là 300 tiền sao mà. Ok, thì bây giờ tôi sẽ ráng bắt ha. Thôi nhưng mà trong lúc này tôi sẽ nhờ bà mẹ bắt giùm tôi, mẹ bắt giùm anh đi. Không mẹ. Rồi bắt giùm đi nghe. Trời ơi, tôi nhìn lộn các bạn ơi, tức là các bạn phải bắt được 3 con nha thì mới được 300 tiền sao nha các bạn. Thì nếu mà nhân 3 thì chúng ta sẽ được 900 tiền sao ha. Thôi bây giờ tôi sẽ cộng vô trước nha các bạn, bạn thông cảm cho trước mà câu này chứ có lâu lắm các bạn à, 30 phút mới xong các bạn à. Tiếp theo là của ông Ray nha bạn, tôi thấy thường sẽ gọi ông Ray nha. Cái này giờ chúng ta phải tìm nương vàng nha mọi người. Ok, tìm cái này thì nói chung không khó nha mọi người. Rồi, trả nhiệm vụ nè, được 150 tiền sao đúng không? Rồi, quá là ngon luôn các bạn cũng được ha. Rồi, tiếp theo là nhiệm vụ tù nhân nha các bạn, là đưa thư ha. Đây là một trong những nice.
Nice. Nice. Nice. Nice.
rồi.